siêu quay 125 nát bét. Xin chào anh em ha. Hôm nay xăng cũng có gì các bạn, toàn đợi mấy đồ ở nhà bán này. Thì mình bán với mấy cái khách đóng máy nhỏ luôn nha. Bán một mã một cho anh em về. Anh em vô sạc anh em bán lại 9 cây, 10 cây. Có cây này chứa làm pin thôi, cây này làm pin đơn giản. Không làm pin nữa mà làm. Còn mấy cái này mình làm chạy hết rồi. Nhưng mà mình bán về cho anh em sợ về vô sạc ha. Giờ sạc bán vậy thôi. Thì tính bán lẻ mà bạn, hôm nay hôm qua mình quay có 2-3 cây á, dính vô 2-3 cây á, anh hỏi anh đặt mua rồi. Sáng thì gọi điện đặt mua. Nó hỏi mình nhông này, boss này nhông gì? Nhông nhựa. Thì cái nó có hai tầng nhông các bạn, nhông đầu á, tầng nhông đầu là nhông nhựa nó ăn với cái motor. Vì cái đó là lực nó rất là nhỏ. Tiền từ motor ra lực rất là nhỏ. Thì nó cần nhông nhựa đó, để cho nó êm, nó còn 3 nhông nhựa đó. Rồi sau qua cấp kia là nhông thép. Nhưng mà cái cây này nó hư, không bao giờ nó hư nhông nhựa mà nó hư nhông thép rồi đó. Chứ có gì đâu, có cây boss hay mấy 300 ngàn bao ship mà mình phải suy nghĩ đó bạn, 330 chứ lộn. Những cái cây boss dòng US này nè, US này là nó bền hơn những cây này các bạn. Mình bán nhiều, mình tháo nhiều rồi, mình biết cái nào bền mà nói các bạn. Đó, cái này thì nó sạc nguồn khoảng 5V đến 5,5V các bạn, 5V đó. Mình ghi volt đây hết rồi các bạn, về các bạn cứ làm nó như dòng này 5V. Đó, 5V 3 cây. Cái này thì 4,2 đến 5V ha. Là mình nên sạc 4,2. 4,2 các bạn mua cơ nhỏ thôi, 1A được rồi. Đó, không có nhiều tiền đâu. 30 ngàn đi, mua loại thường thường hai mấy 30 ngàn. Tại vì những cái boss này mình sạc dòng cao không được, mình sạc dòng nhỏ. Thì này mình bán cho anh em thợ nha, biết làm nha. Tuy là có ghi số volt đây nha, nhưng mà mình những người thường thường người ta cấp loại điện áp cao quá, không biết thì nó hư nó nổ nữa. Như cái này mình làm jack sạc rồi nè. Cây này cũng jack sạc rồi luôn nè. Có ghi số volt đây luôn rồi, các bạn cứ theo đó mà làm thôi. Còn cái này cũng vậy. Nó khoảng 5 volt mấy, 6 volt. Chạy ok hết. Tính bán lẻ lẻ chứ mà phê chơi phiền mà mệt quá bạn ơi. Ra cái này mình mua rồi mình phải năn nỉ, phải nhờ người ta mua giùm rồi. Để tới lui lui. Có những cây ở đây mua 250 là chưa có chạy các bạn. Về còn nhiều khi bị nó chơi trên đầu trên cổ, nó làm hư rồi nó bán và bãi cho mình đâu biết được đâu. Còn đây là mình bán sống luôn, không thích rồi mình chuyển tiền mình trả lại rồi. Nói nhông nhựa không lấy, hồi sáng là hỏi mình có nói nhông nhựa rõ ràng luôn nha, mà tới chiều suy nghĩ sao không lấy không hiểu. Mỗi người mà bạn bán thấy đa dạng lắm rồi, mình nay không có thời gian nữa. Tuy là không có đồ bán nhưng mà mình không có thích làng nghẹn mà có mình bán được hết cho anh em về anh em làm. Cho anh em mình bán lô rồi biết rồi, bán để cho anh em có cỏ chứ không phải bán chuyện ấy đâu.
các bạn thấy người ta bán ví dụ 2-300 vậy đi, nhưng mà biết ta bỏ gì trong đó mạch thôi. Những cái dòng zin lithium này nó có mạch bảo vệ, bạn bảo vệ sạc xả luôn nè. Đó, những cái này là nó có bảo vệ sạc xả nè. Đó, cái này cũng có bảo vệ sạc xả nè. Nhưng tuy nhiên là mình cấp vừa vừa thôi, mình cấp quá cao rồi nó chết mà. Nó chết cái mạch sạc, các bạn hiểu không? Đó, mình đã xác định cái volt các bạn ơi. Nó tầm đó là 5.5 đến 6 volt á, cái này thì có ghi đây là 4.2 nha. Đến 5 volt. Cái này cũng vậy, 4.2. Cái này cũng là zin lithium nha. Zin nó lithium thì mình về mình kiểm tra lại thôi, mình làm lại cho nó chạy thôi, thay cell hay gì đó. Cái này như cũng chưa thay nữa, cell zin nó còn sống. Đó, mình gắn cái đường sạc. Còn con này là chỉ có những con nào mà niken lên đó bạn, thì nó không có cái mạch bảo vệ xả ha, nhưng mà mình vẫn gắn cái bảo mạch bảo vệ sạc cho nó bạn ha. Như này con này là dòng niken lên nè, con này nó có trượt hay á. Có gì đâu, 200-300 ngàn à, thích thì mình chuyển cái rụt trả thôi, nhưng mà nó có phải lý do nó hợp lý mà ha, chứ tự nhiên hỏi mình thì mình cũng nói thiệt tình. Nó nhông nhựa, nhông sắt, các bạn kiếm cây boss hay là những cây nào mà nhông đầu nó là nhông sắt đâu. Hầu như ở đây không có cây nào mà nhông ba cái nhông tầng đầu là nhông sắt hết, nhông nhựa hết, kể cả cái này luôn, kể cả cái cây này luôn. Mà đó giờ các bạn thấy cây này nó pin xài có bao giờ hư nhông, những cây này cũng vậy, nó hư những cái khác chứ không phải hư nhông. Buôn bán trên này bạn gặp những người rất là rộng rãi ha, quân tử rộng rãi, còn gặp những người trời ơi dắt chanh bỏ vỏ luôn đó, nên là mình còn tính mình thì cũng thoải mái lắm chứ không có tào lao đâu. 2, 4, 6, 8, 10 cây, 10 cây 2 triệu mà. Một mã 1-2 triệu nha. Những cây này mà mình chưa làm sạc các bạn. Những cây này dễ bạn làm sạc cái này nè. Mình có làm cây này thì cắm sạc 8.4 vô xài bình thường, phải không? Còn mấy cái này có ribbon nó là có dắt luôn rồi, còn